Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bom nổ rung chuyển giáo phận Bata ở Guinea Xích Đạo. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa ngày 12 và 13 tháng 3. Thi thể của một vị trong tiến trình tuyên thánh được phát hiện trong một hoàn cảnh thật bất ngờ. Tiến trình tuyên thánh cho cha Capuin. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Bom nổ rung chuyển giáo phận Bata ở Guinea Xích Đạo. Trong một tuyên bố ngày 9 tháng 3, Đức cha Juan Motogo Oyana, giám mục giáo phận Bata ở Guinea Xích Đạo, bày tỏ nỗi buồn của ngài về các vụ nổ kinh hoàng tại thủ phủ Bata. Các vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển tòa giám mục và gây ra một số thiệt hại vật chất nặng nề. Cho đến nay, số người chết tăng vọt lên 98 người. Bộ Y tế cho biết số người chết do một loạt nổ trong một doanh trại quân đội ở Guinea Xích Đạo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong khi các tình nguyện viên đang tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát. Ít nhất 615 người bị thương trong các vụ nổ hôm Chủ nhật 7 tháng 3, bắt đầu từ vụ hỏa hoạn tại căn cứ quân sự Noan Toma ở thành phố ven biển Bata. Phó Tổng thống Teodoro Guimau Iban Nagui cho biết con số thiệt mạng 98 người hiện nay là cao hơn gấp 3 lần so với ước tính trước đó là 31 người thiệt mạng. Trong số những người bị thương, 299 người vẫn đang phải chống chọi với tử thần trong bệnh viện. Tổng thống Teodoro, cha của Phó Tổng thống, cho rằng vụ tai nạn là do sơ suất liên quan đến việc tàn trữ chất nổ và cho biết các vụ nổ đã làm hư hại hầu hết các ngôi nhà và tòa nhà ở Bata, thành phố chỉ có hơn 250.000 dân. Bộ Y tế của Equatorial Guinea đã đăng trên Twitter rằng họ đã chuẩn bị một phái đoàn sức khỏe, tâm thần, bao gồm các bác sĩ tâm thần, các nhà tâm lý học và y tá để hỗ trợ các nạn nhân của vụ nổ. Bộ cho biết những thiệt hại không chỉ về vật chất, mà còn về tinh thần. Các hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy các thi thể được quấn trong tấm vải và xếp thành hàng bên lề đường và trẻ em được kéo ra từ dưới đống bê tông đổ vỡ và các thanh kim loại xoắn lại. Đài truyền hình TVGE chiếu cảnh Phó Tổng thống đến thăm một bệnh viện nơi các nạn nhân đang được điều trị vào thứ hai. Vụ nổ xảy ra khi Guinea Xích Đạo, một nước sản xuất dầu, đang phải chịu cú sốc kinh tế kép do đại dịch coronavirus và giá dầu thô giảm. Dầu thô cung cấp khoảng 3/4 doanh thu quốc gia. Guinea Xích Đạo là thuộc địa cũ của Tây Ban Nha, được cai trị bởi Obiang, vị tổng thống này cai trị lâu nhất ở Phi Châu kể từ năm 1979 đến nay. Phần lớn dân số 1.4 triệu người sống trong cảnh nghèo đói. Guinea Xích Đạo có 4 giáo phận và 1 tổng giáo phận. Trong tổng số 857.000 dân, 87% dân số là người Công giáo. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa ngày 12 và 13 tháng 3. Bất chấp đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã truyền rằng sáng kiến 24 giờ cho Chúa cũng sẽ được cử hành trong năm nay. Như Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa đã thông báo, sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay sẽ được cử hành từ chiều thứ 6 12 đến 6 giờ chiều thứ 7 13 tháng 3, gần với Chủ nhật thứ 4 Mùa Chay. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã chuẩn bị cho ngày này bằng cách đưa ra một số gợi ý giúp các giáo xứ và cộng đoàn Kitô chuẩn bị cử hành sáng kiến này. Chủ đề của sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay là một câu trích từ Thánh Vịnh: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi. Trong phần đầu tiên, một số bản văn được giới thiệu khuyến khích mọi người ý thức kinh nghiệm cuộc gặp gỡ với linh mục tại thời điểm xưng tội cá nhân. Các bản văn cũng có thể được sử dụng để chuẩn bị cho việc ăn năn tội cách trọn trong trường hợp không thể đến được với bí tích hòa giải. Ngoài ra, nội dung của phần đầu này còn khuyến khích mọi người đến với bí tích hòa giải, giúp suy tư về sự thay đổi của chính mình và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Điều này có khả năng truyền cảm hứng cho các tín hữu thực hiện các công trình lòng thương xót và tiếp tục trưởng thành cá nhân sau khi đã nhận được ơn tha thứ. Phần thứ hai được sử dụng khi nhà thờ được mở cửa, mọi người đến xưng tội, giúp cầu nguyện và suy niệm theo lời Chúa. Tài liệu này cũng có thể hữu ích cho bài giáo lý về sự cần thiết phải hoán cải và về bí tích hòa giải. Sự kiện có thể bắt đầu vào tối thứ sáu với phần phụng vụ lời Chúa để chuẩn bị cho các tín hữu xưng tội và kết thúc bằng việc cử hành thánh lễ trọng thể vào chiều thứ bảy. Trường hợp các bí tích không được phép cử hành hoặc có thể được tổ chức với một số lượng hạn chế, thì việc tôn thờ thánh thể có thể được thực hiện trực tuyến. Như vậy, các tín hữu được chuẩn bị ăn năn tội cách trọn, như giáo lý của giáo hội Công giáo dạy. Dear brothers and sisters, as we all are going to these challenging times, thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, một năm kể từ khi đại dịch bùng phát, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, hôm 9 tháng 3 đã đưa ra thông điệp sau về đại dịch COVID-19 toàn cầu. Ban Thường vụ của USCCB do Chủ tịch Hội đồng Giám mục lãnh đạo, bao gồm tất cả các chủ tịch của các ủy ban của USCCB và một đại diện từ mỗi giáo tỉnh của Hoa Kỳ và hoạt động với tư cách là ban điều hành. Toàn văn như sau: tháng này, chúng ta đánh dấu một năm kể từ khi đại dịch thay đổi đáng kể cuộc sống ở đất nước chúng ta, mở ra những đau khổ vô biên. Nhiều người đã phải chịu đựng những khó khăn kinh hoàng, ốm đau, chết chóc, tan tóc, thiếu ăn, nhà ở không ổn định, mất việc làm và thu nhập, giáo dục dở dang, chia ly, ngược đãi, cô lập, trầm cảm và lo lắng. Chúng ta đã chứng kiến những bất công về chủng tộc, giảm thiểu dần phúc lợi của người nghèo và người già, và những chia rẽ đau đớn trong đời sống chính trị của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết như Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta tìm thấy niềm an ủi trong lời hứa của Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta cũng chứng kiến vô số hành động hy sinh của các nhân viên y tế, những người phản ứng đầu tiên, các tuyên úy, những người làm việc trong các bếp ăn xã hội và nơi tạm trú của người vô gia cư, những người vận chuyển thư, công nhân các cửa hàng nông sản và tạp hóa, bạn bè và thậm chí cả những người lạ. Vô số hành động tử tế đã được thực hiện bởi rất nhiều người. Điều này giúp nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một con thuyền. Trước tất cả những hành động hy sinh này, chúng ta rất biết ơn. Chúng ta cũng rất biết ơn các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo chức, giáo lý viên và các thừa tác viên giáo hội đã phục vụ dân Chúa trong những thời kỳ khó khăn này. Trong đại dịch, Thiên Chúa đã một lần nữa mặc khải chúng ta về chính mình. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta tại quảng trường Thánh Vero vào năm ngoái, chúng ta không có quyền lực hay quyền kiểm soát như chúng ta nghĩ. Thay vì xấu hổ về sự bất lực này hoặc bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi về những gì chúng ta không thể kiểm soát, tính liên kết và sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa đã được làm rõ. Là Kitô hữu, đây là một bài học rất quen thuộc. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy mang gánh nặng cho nhau và như vậy anh em sẽ chu toàn luật Chúa Kitô, và luật đó là luật của tình yêu. Đại dịch cũng đã làm sống lại ý thức của chúng ta rằng chúng ta là một cộng đồng toàn cầu và mỗi chúng ta thực sự là người bảo vệ của nhau. Mặc dù sự có sẵn ngày càng tăng của vaccine là một dấu chỉ rõ ràng của hy vọng rằng đại dịch này cũng sẽ qua đi, nhưng hy vọng đó phải được trao cho mọi người trên hành tinh bằng cách cung cấp vaccine trên toàn cầu. Các quốc gia giàu có hơn và các công ty dược phẩm phải hợp tác với nhau
để bảo đảm rằng không có quốc gia nào, không có người nào bị bỏ lại phía sau. Có rất nhiều điều để học hỏi từ sự đau khổ toàn cầu này. Chúng ta phải xây dựng lòng tốt và sự cởi mở mà chúng ta đã chứng kiến ở cấp địa phương bằng cách tạo ra nhiều cấu trúc xã hội hơn, không chỉ hàn gắn những rạn nứt và sự cô lập mà rất nhiều người cảm thấy trong đại dịch này, mà còn ngăn chặn sự chia rẽ như vậy xảy ra lần nữa. Như Đức Thánh Cha Francisco đã cầu khẩn, chúng ta hay mơ ước như một gia đình nhân loại duy nhất, vươn đến một chân trời nơi chúng ta quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chúng ta hãy giữ cho ý thức này tồn tại và tiếp tục công việc thúc đẩy công ích. Được căn tân bởi mùa chay này, chúng tôi, những thành viên của Ban Thường vụ, đặt niềm tin tưởng vào Chúa, đấng chịu đau khổ, bị đóng đinh và phục sinh. Chúng tôi cùng với các giám mục anh em của chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp tục giữ cho tình yêu của Thiên Chúa luôn sống động trong trái tim và trong gia đình và cộng đồng của mình. Và chúng tôi mong muốn được chào đón các tín hữu Công giáo trở lại các thánh đường khi tất cả chúng ta có thể an toàn tham gia vào việc tự hành thánh thể và quy tụ một lần nữa trong các giáo xứ của chúng ta. Thi thể của một vị trong tiến trình tuyên thánh được phát hiện trong một hoàn cảnh thật bất ngờ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã tìm thấy thi thể của cha Emil Capaun trong một trường hợp hết sức hy hữu. Trước sự ngạc nhiên và vui mừng của những người thân, những người được ơn và của giáo phận Wichita, các nhà điều tra của Bộ Quốc phòng tuyên bố đã xác định được hài cốt của vị tuyên úy quân đội Hoa Kỳ và là tôi tớ của cha Emil Capaun trong số những người lính vô danh chết trong chiến tranh Triều Tiên được chôn cất tại một nghĩa trang Hawaii. Tôi chỉ hy vọng mọi người cũng phấn chấn như chúng tôi. Thật tuyệt vời khi biết rằng cha Capaun sẽ trở về nhà sau 70 năm. Cha John Hose của giáo phận Wichita nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. Ray Capaun, cháu trai của vị linh mục, cho biết như sau. Không có từ nào có thể giải thích cảm xúc lúc này, anh nói, theo KWCH News. Tôi biết có rất nhiều phép lạ đã được cho là nhờ lời cầu bầu của chú tôi, và nhiều phép lạ đang trong tiến trình điều tra. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều coi chính việc tìm được thi thể này là một phép lạ. Ray nói, bởi vì điều này quá bất ngờ. Ý tôi là gia đình tôi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy điều này trong đời. Đức cha Carl Kemmett của Wichita hoan nghênh khám phá này. Thật là một bất ngờ vui mừng và thú vị đối với giáo phận Wichita khi hài cốt của cha Capaun đã tìm được lại sau rất nhiều năm và chúng tôi tiếp tục mong đợi quá trình tuyên thánh cho Ngài trong tương lai, vị giám mục nói. Vị linh mục này từng là tuyên úy trong chiến tranh thế giới thứ hai và được biết đến vì đã phục vụ anh dũng trong chiến tranh Triều Tiên. Ngài thuộc Trung đoàn Bộ binh số 8 của quân đội Hoa Kỳ. Sau khi bị bắt làm tù binh, Ngài tiếp tục phục vụ cho những người lính khác trong một trại tù, nơi Ngài mất ngày 23 tháng 5 năm 1951. Cơ quan kiểm toán POWMIA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xác định được hài cốt của vị linh mục trong số những người lính không rõ danh tính được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Thái Bình Dương ở Hawaii, giáo phận Wichita cho biết ngày 4 tháng 3. Nhiều hài cốt binh sĩ đã được chuyển đến đó từ Triều Tiên trong những năm 1950 và một lần nữa vào những năm 1990. Thông thường các tử sĩ có thể được xác định nhanh chóng nhờ những tấm thẻ bài họ đeo quanh cổ. Tuy nhiên, trong chiến tranh Triều Tiên, các tù binh Mỹ như cha Capaun bị quân Trung Quốc và Bắc Hàn tịch thu các tấm thẻ bài. Việc xác định do đó khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là họ có thể bị đưa đi xa khỏi nơi bị bắt và bị giam giữ chung với những người lính của các đơn vị khác. Tiến trình tuyên thánh cho cha Capaun. Năm 1993, cha Capaun đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II tôn lên hàng tôi tớ của Chúa
là bước đầu tiên trên con đường được tuyên thánh. Một cuộc họp quan trọng liên quan đến trường hợp của Ngài đã được lên kế hoạch tại Bộ Tuyên Thánh vào tháng 3 năm 2020. Nhưng cuộc họp đó đã bị hoãn lại do sự xuất hiện của đại dịch coronavirus ở Ý. Cha Capaun sinh ra ở Pilsen, Kansas vào năm 1916. Ngài trưởng thành trong thời kỳ đại suy thoái. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1940 và bắt đầu công việc mục vụ với tư cách là một linh mục quản sứ tại quê hương của mình. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cha Capaun đã dâng các bí tích tại sân bay quân đội Harrington gần đó cho đến khi Ngài trở thành tuyên úy quân đội toàn thời gian vào năm 1944. Ngài đã đóng quân ở Ấn Độ và Miến Điện trong suốt thời gian chiến tranh. Ở đó, Ngài phục vụ binh lính và dân chúng quanh vùng với một thái độ hy sinh quên mình. Ngài cũng nổi tiếng về lòng dũng cảm. Sau khi chiếc xe Jeep bị hỏng, Ngài thường đạp xe đạp để đi gặp những người lính ngay cả ở tiền tuyến. Ngài thường lần theo tiếng súng để tìm họ. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cha Capaun theo học lịch sử và giáo dục tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ngài trở về nhà trong một thời gian ngắn với tư cách là cha sở của giáo xứ thời niên thiếu của mình và phục vụ tại một số giáo xứ khác. Năm 1948, Hoa Kỳ ra lời kêu gọi các tuyên úy quân đội trở lại phục vụ. Cha Capaun đáp lại. Sau đó, Ngài được cử đến Texas, Washington và Nhật Bản trước khi được điều tới Hàn Quốc. Trong trận chiến Ulsan vào tháng 11 năm 1950, cha Capaun đã làm việc không mệt mỏi để an ủi những người đau khổ và nâng đỡ tinh thần và cõng những người bị thương trên chiến trường về tuyến sau. Một trong những người lính mà Ngài cõng về là một người lính Trung Quốc bị thương. Anh ta đã giúp Ngài thương lượng đầu hàng quân Trung Quốc và Bắc Hàn sau khi đơn vị bị địch quân bao vây. Cha Capaun đã bị bắt làm tù binh. Ngay cả khi đó, Ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ những người khác. Cha Capaun cõng một tù nhân Mỹ bị thương không thể đi bộ khoảng 30 dặm đến một trại tù, mặc dù người lính nặng hơn Ngài 10 ký. Người lính này có thể đã bị giết bởi quân địch nếu anh ta không thể theo kịp cuộc hành quân. Cha Capaun bị đưa đến trại tù số 5 ở Piotong, một ngôi làng bị đánh bom từng là trung tâm gian giữ. Những người lính tại trại bị ngược đãi nghiêm trọng và bị suy dinh dưỡng, bệnh kiết lỵ, thiếu quần áo ấm để chống lại một mùa đông cực kỳ lạnh giá. Cha Capaun sẽ làm tất cả những gì có thể cho những người lính. Ngài giặt quần áo bấy bẩn của họ, lấy nước ngọt và chăm sóc vết thương cho họ. Vị linh mục đã giúp các bạn tù giải quyết các vấn đề và giữ vững tinh thần. Ngài thức trắng đêm để viết thư về nhà thay cho các thương binh. Nhiều tù nhân chiến tranh được trao trả cho biết, nỗ lực của Ngài đã giúp họ sống sót trong mùa đông khắc nghiệt. Đối với những người không qua khỏi, vị linh mục đã giúp chôn cất xác của họ. Cha Capaun cử hành các bí tích cho các bạn tù của mình, giải tội và cử hành thánh lễ. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1951, khoảng 2 tháng trước khi chết, Ngài tổ chức thánh lễ Phục sinh vào ban mai cho các tù nhân. Khi bị viêm phổi và xuất hiện cục máu đông ở chân, vị tuyên úy đã bị từ chối điều trị y tế và điều này đã dẫn đến cái chết của Ngài. Vì sự dũng cảm tại Ulsan, cha Capaun đã được truy tặng huân chương danh dự của Quốc hội trong một buổi lễ năm 2013 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Huân chương là phần thưởng quân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ dành cho lòng dũng cảm. Trong khi thi thể của vị linh mục được cho là đã được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể trên sông Áp Lục gần biên giới Triều Tiên-Trung Quốc, thì sự việc không phải như vậy. Thay vào đó, hài cốt của Ngài đã được trao trả cho Mỹ vào những năm 1950 cùng với hàng trăm binh sĩ không rõ danh tính khác, cha Jose nói với CNA. Ngài được chôn cất ở đâu đó trong trại tù. Hài cốt của Ngài thực sự đã được trao trả cho Mỹ ngay sau chiến tranh Triều Tiên khoảng năm 1954.
Một bộ hài cốt ban đầu đã được cho là của cha Kapaun, nhưng các nhà điều tra xác định được nhầm lẫn này. Chúng thuộc về một người đàn ông trẻ hơn ở độ tuổi những năm đầu 20 tuổi, chứ không phải của một linh mục 35 tuổi. Việc xác định thêm rất khó khăn, một phần là do thiếu công nghệ. Ngài được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia cũng như nhiều người khác, với tư cách là một người lính vô danh. Cha Jose nói, may mắn thay, Bộ Quốc phòng vẫn tích cực tìm cách xác định hài cốt của những quân nhân vô danh này. Tháng 6 hàng năm, những người hành hương đã diễu hành từ Wichita đến quê hương Pilsen của cha Kapaun. Họ đi bộ 60 dặm để tưởng nhớ vị linh mục và cuộc hành quân của Ngài đến các trại tù. Mọi người được truyền cảm hứng từ những gì Ngài có thể làm. Cha Jose nói, Ngài được sinh ra không lâu trước thời đại suy thoái. Ngài lớn lên trong thời kỳ đại suy thoái với tư cách là một nông dân nghèo ở Kansas. Gia đình không có gì, và Ngài đã có thể làm cho những điều tuyệt vời xảy ra. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jerry Moran của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Kansas, người đã ban hành luật để trao huân chương danh dự cho cha Kapaun, cũng bình luận về việc xác định hài cốt của linh mục. Moran cho biết, tôi rất vui vì gia đình của Ngài cuối cùng đã tìm được thi thể Ngài sau sự phục vụ quên mình của cha Kapaun cho đất nước của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.